Xin kính chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube của Khôi. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Kênh YouTube của Khôi chuyên về các cái món âm thanh bài, âm thanh cổ, đặc biệt là những cái món hàng độc lạ và có giá trị sưu tầm. Thì anh em nào đang có nhu cầu thì hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới để thường xuyên cập nhật được những cái sản phẩm mới nhất mà Khôi đăng tải hàng ngày. Còn hôm nay thì Khôi tiếp tục giới thiệu với anh em một cặp loa đến từ một thương hiệu của Mỹ cực kỳ nổi tiếng, đó là loa Fisher. Và cái model ba cái dù, còn gọi là ba số 1K, cực kỳ độc đáo và hiếm có trên thị trường. Và bên cạnh đó là cặp loa này đẹp gần như là mới, xuất sắc như vừa sản xuất luôn. Thì bây giờ mời anh em cùng với Khôi mình sẽ khám phá đôi loa này, đôi loa phục vụ anh em nghe nhạc vàng, nghe bolero và kể cả nghe nhạc rè. Bây giờ mời anh em cùng theo dõi nha. Thì đây là cặp loa lưới gỗ, cực kỳ đẹp này. Đây mình cùng xem qua anh em ha. Đây là cái model, cái cặp này còn rất là đẹp, nó còn luôn cả cái này là cái logo ha. Kể cả những cái con ốc này bắt vào nó cũng zin luôn. Cái dòng tất cả các cái dòng lưới mắc cáo từ Nhật tới Mỹ anh em thì thường á là nó sẽ có cái này bắt vào ha. Ngày xưa thì nó rất là cổ điển và mộc mạc anh em. Anh em thấy rất là đẹp. Đây, đẹp là cái chỗ cái lưới này nè. Nhiều cặp loa mình ship về á thì cái lưới nó có cái thì nó trầy ha, cái thì nó gãy ha. Nhưng mà cái này thật sự đẹp. Ngoài cái lớp gỗ này thì phía trong này có một cái lớp bố kim tuyến đây nè. Mình nhìn nó rất là ấn tượng ha. Phải nói là đẹp, không biết dùng từ gì ngoài cái từ đẹp đây. Đầu tiên là ngoài hình là đẹp, còn về chất âm thì mình sẽ cái này khôi gắn ngược cái này, cái này nằm phía trên ha. Rồi bây giờ tiếp theo thì Khôi sẽ quay luôn cho anh em xem cái thùng gỗ ha, cực kỳ đẹp. Đặc biệt cái cặp loa này là series liền kề, anh em thấy không? Nên Khôi mới nói là những cái món hàng mà Khôi bán nó thường nó nằm ở cái giá trị sưu tầm, series liền kề ha, thùng gỗ lạng toàn bộ luôn anh em. Phải nói là dùng cái từ đẹp, Khôi phải nói vậy, tại vì không biết dùng cái từ gì để ca ngợi nó nữa. Rất đẹp luôn ha, tuyệt vời. Các cái vân gỗ cũng đẹp. Đó. Nói chung là không biết dùng từ để diễn tả. Chỉ nói nó đẹp tuyệt vời vậy thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui nó ra để anh em cùng xem được cái tuyến lai bên trong nhé. Mình Khôi đã lấy nó ra rồi anh em. Đây anh em xem cái lưới này, đẹp kinh khủng khiếp luôn ha. Tuyệt vời. Đây, tuyệt phẩm luôn ạ. Nói về độ đẹp là không thể nào đẹp hơn. Thì anh em nhìn ở đây này, nó có cái lớp keo ha, lớp keo của cái này này, dán ở trong này lấy ra. Rồi bây giờ mình nói về cái phần cái cặp loa này. Anh em có thể nhìn từ xa với Khôi này để mình thấy được cái phần thiết kế của nó ha. Hai cái nó hoàn toàn giống nhau anh em, là anh em biết là liền kề thì nó mới giống nhau. Đó, cái mặt gỗ á, nếu như mà nó không liền kề á thì hai cái mặt gỗ nó sẽ khác nhau về cái màu. Và thậm chí là một số đôi á trên thị trường đang bán nó khác nhau cái màu bát luôn. Còn cái cặp này là nó liền kề và nó gần như là xuất sắc, và không có một điểm trừ luôn. Anh em ha. Rồi đây là dòng loa bát 3 tấc, cả viền nữa là 32 nhé, là bát 3 tấc, dòng bát giấy gân vải này. Còn bát còn rất là mềm ha, này rất là mềm. Khôi, khôi. Đây rất là mềm này, anh thấy không? Thì nó sẽ đánh ra bát ha. Rồi dòng này là thiết kế là bát giấy gân vải ha, cái mũi giấy và râu lồi. Không thì tên này tất cả là hai loa chung rồi bốn loa chép thì đều là chép giấy hết anh em, chép giấy hết nên nó là gân liền luôn này. Đó, chép giấy gân liền, bên đây là gân gân tẩm dầu, còn bên trên là gân liền. Cái chung thì tẩm dầu ha, nhưng mà mình không phải tẩm ở đây, tẩm ở bệ nó rồi. Đó, dòng loa 8 môn này sẽ rất dễ ghép anh em. Thì cái này Khôi đã test rồi, tất cả đều zin, thậm chí là chưa buông góc luôn anh em nha, chưa buông góc luôn. Cái này là ở bên người ta vặn này anh em, chứ không phải là ở đây mình vặn nha, anh em lưu ý như vậy. Nó có một vài con nó lộn này, nhưng mà đây là ốc zin của bên đó vặn nha, chứ không phải mình vặn. Lưu ý như vậy để mình biết được là cái loa zin đó. Tuyệt vời anh em. Tuyệt vời. Đó. Thì cái đôi loa này nó thiết kế thậm chí nhiều đường tiếng hơn 88 ma của Sansui, nhưng mà cái mức giá nó rẻ hơn anh em. Thì bây giờ Khôi sẽ cho anh em xem phía sau luôn ha, để thấy được cái đồ đẹp. Mình quay luôn này, mình quay ở đây luôn, anh em cùng xem. Đó. Đây nè,
Đó, anh thấy không? Cái độ đẹp của nó này. Tuyệt vời ha. Rất đẹp luôn. À, rất đẹp. Thì nó ở phía sau này nó có hai cái code server tinh chỉnh anh em ha. À, mình chỉnh được cái một cái dải trên này. Đó. Một cái mic và một cái chép ha. Đó. Cọc loa thì mình có thể sử dụng bắp chuối hoặc là mình mở ra nha. Đó, mình muốn sử dụng kiểu này mình sử dụng nha. Đó, đẹp. Kinh khủng khiếp. Anh em thấy cái đây là cái lớp gỗ ha. Gỗ của nó này. Đó. Rất tuyệt vời. Rồi ok nè. Thì xong, nói chung là về ngoại hình tuyệt đỉnh. Chất âm thì mình nhiều lúc mình đánh giá, mình khen ngợi nó quá thì nhiều anh em mà lại nói mình màu mè, nhưng mà thực sự là nó hay như này. Nó hay. Nếu nói về tầm giá thì nó chỉ bằng hoặc rẻ hơn cái cặp 77A của Bione thôi, nhưng mà chất âm của nó tuyệt vời này nha. Cặp loa này có giá trị sưu tầm, chất âm hay và cực kỳ hiếm luôn. À, anh em nào có nhu cầu thì nghe nhạc vàng, nghe bolero và sưu tầm thì hãy liên hệ với Khôi để anh em mình cùng giao lưu. Thì cái mức giá 17 triệu 500 thì thật sự là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Nói thật với anh em như vậy nha. Nếu mà để so sánh chất âm thì Bioner 88A chỉ để một bên cho vui thôi. À, chỉ nằm một bên cho đẹp thôi, chứ không thể nào đánh giá so sánh được. Nhưng mà 88A bây giờ nó đã trên 25 triệu rồi. À, cái mức giá quá cao nha. Khôi mới ship cho khách là 26 triệu theo đơn đặt hàng. À, còn cái cặp loa này có 17 triệu 500 thôi, nhưng mà nó thật sự là hay. Thì anh em cứ quan là nghiên cứu kỹ. Mình chơi audio này là mình nghe nhạc hay là mình nhìn nó. Nếu như mà anh em là người chỉ muốn nghe chất âm thì hãy xuống tiền cặp này, không phải do dự, phải lăn tăn suy nghĩ nữa. Còn anh em muốn sưu tầm, muốn để nhìn cho đẹp, bày cho nó đủ bộ thì anh em phải mua Bione nhé. Đó là mình nói thẳng luôn cho mình cũng ngại gì, tại vì mình cũng bán Bione chứ không phải không bán. À, nhưng mà mình nói rõ về cái mục đích của từng cặp loa là khác nhau như vậy nhé. Rồi, một lần nữa Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em những clip sau. Phần cuối thì Khôi sẽ ghép với một con âm ly Fixer bình dân thôi để anh em nghe bolero Hải Quỳnh nhé. À, nếu mà anh em cảm thấy nghe trên điện thoại bằng nghe trên YouTube mà nó hợp tai thì thực tế nó sẽ rất là hay anh em nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Ai đèn trắng hối màu.
Giờ đã gặp được một